Em đố anh đi tập gym mà không ra phòng tập gym đấy. Khó thế mà em nghĩ được ra. Nhưng mà không sao, anh có cách, đi theo anh. Hôm nay Long sẽ đưa các bạn đến với thiên đường của những người yêu thích thể thao. Đó chính là Decathlon, thương hiệu đồ thể thao hàng đầu châu Âu đến từ Pháp. Mình chính lại, đây không phải là phòng tập gym đâu nhá. Tuy nhiên nó có đầy đủ dụng cụ cho chúng ta tập luyện. Và còn có rất nhiều sản phẩm cho nhiều bộ môn thể thao như chạy bộ, đạp xe, bơi lội, bóng rổ và bóng đá. Thề luôn là môn thể thao nào có trong này hết các bạn ạ. Giờ Long sẽ thực hiện thử thách đó là tập ở đây luôn. Khu này là khu tạm mua về nhà cho anh em tập luyện. Đeo cái găng tay này tập cũng thể êm phết, khá là thoáng với khi tập không bị đau tay anh em ạ. Sau một lúc mới phát hiện ra có cái vali trông rất là hay ho và tiện lợi. Bộ này là bộ tạ đơn lắp ghép 20 cân. Trong này nó có hai cái tạ tay, hai cái chốt và các cái quả tạ nhỏ. Các bước tháo, tăng và giảm tạ này rất là đơn giản. Chúng ta có thể tập toàn thân chỉ với một bộ tạ đa năng này. Để Long sẽ tập thêm một tí cơ lưng với bài tập kéo lưng bằng tạ đơn. Nhẹ nhẹ thì tập trong khoảng 15 đến 20 cái là vừa. Sau khi tập thêm một bài squat và đẩy vai nữa thì Long đã nhận ra rằng bộ tạ này rất chắc chắn, xứng đáng để có thể đem về nhà. Vì trong quá trình tập luyện cả chốt tạ không hề bị lỏng giống các loại tạ thông thường khác. Giờ Long sẽ mượn cái xe đạp này và khám phá xem bên trong này còn gì mà mình còn chưa biết không nhá. Chứ đi bộ là mỏi hết cả chân rồi đấy. Đi cả nửa ngày chắc Long cũng chưa xem hết đâu, bởi vì trong này nó rộng quá, đa dạng các bộ môn nữa. Ôi, bóng rổ mà có cả rổ luôn này. Ổn áp thật, giờ ra thể hiện kỹ năng về bóng đá một tí. Mặc dù là Long chưa đá bóng bao giờ, hay lại ra làm một tí tennis nhỉ. Đấy anh em thấy không, hôm nay Long không ra phòng gym mà vẫn đi tập gym được, uy tín luôn. Anh em có thể trải nghiệm ở cửa hàng gần nhất hoặc mua sắm ở trên website đều ok nha. Tại app ngay hôm nay để mua sắm cùng Decathlon ngày càng tiện lợi và dễ dàng hơn bạn nhé.